Nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất trên toàn cầu trong tháng 6 năm nay là 16,66 độ C, cao hơn 0,67 độ C so với mức trung bình của 30 năm qua, đồng thời phá kỷ lục về tháng 6 nóng nhất được thiết lập trước đó vào năm 2023. Đây là dữ liệu mới nhất được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố. Theo cơ quan này, nắng nóng trong tháng 6 năm nay đã ảnh hưởng nặng nề đến khu vực Đông Nam châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, miền Đông Canada, miền Tây nước Mỹ, Mexico, Brazil, miền Bắc Siberia, Trung Đông, miền Bắc Châu Phi và miền Tây Nam Cực. Nắng nóng trong tháng 6 vừa qua cũng là nguyên nhân gây tử vong tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Ả Rập Xê Út và Hy Lạp. Bên cạnh đó, tháng 6 vừa qua cũng là tháng thứ 15 liên tiếp, các đại dương trên thế giới chiếm hơn 2/3 bề mặt trái đất, phá kỷ lục về nhiệt độ. Dữ liệu mới nhất này của cơ quan khí hậu châu Âu Copernicus cho thấy năm nay có thể vượt qua năm ngoái để trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Đỉnh Everest hiện là một trong những địa điểm leo núi hấp dẫn nhất thế giới, thu hút nhiều nhà leo núi tới để chinh phục. Tuy nhiên, chính vì ngày càng có nhiều người leo núi đổ tới đây mà khiến cho đỉnh Everest trở thành nơi được coi là bãi rác cao nhất thế giới và quá trình dọn dẹp có thể kéo dài nhiều năm. Chính quyền Nepal đã phối hợp cùng với những người leo núi thuần thục tại khu vực này, tổ chức chiến dịch dọn rác và thu gom được 11 tấn rác và cả thi thể người chỉ riêng trong mùa leo núi năm nay. Thách thức lớn nhất cho công việc dọn rác là độ cao của núi, khiến cho nồng độ oxy rất loãng, bão tuyết và nhiệt độ xuống sâu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, việc đào bới rác thải cũng rất khó khăn trong điều kiện mọi thứ đều đóng băng. Các chuyên gia ước tính có tới 50 tấn rác bị bỏ lại trên núi này qua nhiều năm. Vấn đề rác thải trở nên quá tồi tệ đến nỗi mà người leo núi sẽ buộc phải tự mang rác của mình xuống núi hoặc là phải chịu mất tiền đặt cọc. Hôm qua, Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ tăng lên 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay, đặc biệt là khu vực miền Trung, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước. Các địa phương ghi nhận nhiệt độ 40 độ C hoặc xấp xỉ mức nhiệt này bao gồm thành phố Shimonita, tỉnh Gunma, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Nhiệt độ ở thủ đô Tokyo thấp hơn ở mức 34 độ C, nhưng cũng là mức nhiệt cao tại thành phố này so với thông thường. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về nguy cơ kiệt sức do nắng nóng, khuyến cáo người dân cần hạn chế ra ngoài vào ban ngày. Và còn tại Hàn Quốc, điều tương tự cũng đang diễn ra. Cục khí tượng nước này cho biết là nhiệt độ trung bình vào tháng 6 của nước này được ghi nhận là cao nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết được lưu giữ lần đầu tiên cách đây 52 năm. Báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc lên tới 22,7 độ C, cao hơn 1,3 độ so với những năm trước. Cục khí tượng Hàn Quốc dự báo có 40% khả năng nhiệt độ trung bình trong tháng 7 sẽ tương tự hoặc là cao hơn so với những năm trước. Và ngay tại xứ lạnh là Hàn Quốc mà nhiệt độ cũng tăng lên cho thấy trái đất đang nóng lên như thế nào. Hậu quả của biến đổi khí hậu đang tác động rõ rệt lên mọi quốc gia trên thế giới.